Tôi là anh. Em tới kiếm anh có chuyện gì không? Từ hôm đó sau khi hồi cung, em lúc nào cũng nghĩ tới chuyện của anh. Em cảm thấy uất ức giùm cho anh. Có gì đâu mà uất ức. Không phải cho biết là nam tử hán bị uất ức có lợi hay sao? Nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải tìm cách để xoay chuyển chuyện đó lại chứ. Cô nương nói như vậy nghĩa là gì? Em nghĩ chuyện này em nên nói cho Thái Hậu biết. Tôi là anh biết quan hệ của em và Thái Hậu và Hoàng thượng rất là gần gũi. Nếu em tôn trọng anh, em đừng có nhắc với họ về cái chuyện của anh nha, có được không? Sao lại không nhắc tới? Hoàng Thái Hậu có thể cùng với Đa Nhi. Không được. Anh tuyệt đối không nên nghĩ hắn đâu. Em nghe rõ chưa? Anh tuyệt đối không bao giờ nên nghĩ cái gã Đa Nhi cũng kìa. Thật quả, anh hận Đa Nhi cũng lắm sao? Nếu mà anh không thích, em sẽ không nhắc tới nữa. Em chỉ là sợ chạm tự ái của anh mà thôi. Xin lỗi. Tôi là anh. Thực ra anh không cần phải xin lỗi với em. Anh biết là em rất quan tâm cho anh. Quen biết với em, anh thật là vui mừng. Thật quả, em quen biết với anh cũng cảm thấy vui mừng lắm. Hey. Anh có tâm sự hả? Không có. Em biết anh chắc chắn buồn bực về chuyện đề bạt làm tướng quân. Anh phải tin tưởng em, phải tin tưởng bản thân của mình. Tôi là anh. Lòng tổ của em, anh sẽ nhớ mãi trong lòng. Thảm họa đã chán nản với quan trường rồi. Cái chuyện này tôi làm sao cũng được hết. Anh bây giờ còn rất trẻ, anh không nên để mất đi khí thái anh hùng của mình. Thấy anh buồn bã không được vui, em cũng khó chịu lắm. Nhân sinh nan đắc nhất tri kỷ, có sự cảm ngộ của cô nương, thật quả kiếp này không có âm hận. Tôi là anh. Anh có chuyện gì giấu em, nói cho em biết đi. Không gì. Không gì hết. Tôi là anh. Trái tim này của anh, em đã hiểu rõ. Trái tim của em không nói ra, anh cũng có thể hiểu rõ. Nhưng bây giờ không phải là lúc bằng gì như nữ thư tình. Tôi là anh. Anh chỉ muốn em hứa với anh một việc. Có chuyện gì, nói cho em biết. Sau này em phải chăm sóc nội giùm cho anh. Có phải anh định đi đâu hay không? Anh sẽ về kỳ doanh ăn cắp thôi. Chuyện đó dễ dàng. Nội của anh cũng giống như nội của em, có hiếu với nội là điều đương nhiên. Tôi là anh. Đời này kiếp này chúng ta không thể sống chung, kiếp sau là bạn nha. Anh đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần kiếp này, không nghĩ tới kiếp sau. Hey, được, không sai, làm vậy đó. Ây da, giặc tới da. Ngài phải lập tức tới Thiên Tế Tự rồi đó. Bên này, được. Giặc tới da, cần phải chuẩn bị đi rồi đó. Còn sớm lắm, nhất tính nhưng không phải cho biết sẽ tới trước rẫm hay sao?
đợi ông tới rồi mới tính sau. Ê nè, nè 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 nè, bên này nè. Ê hoàng thượng, cái này vui thiệt. Nhiếp trên giường chút nữa sẽ tới, không còn thời gian nữa. Ây da, chạy mau. Ê chạy 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 mau. Gai chạy chạy. Chạy mau. Chạy mau. Dạ. Cô Cường, lát nữa vợ Duyên già tới, nhìn thấy cửu hoa ca như vậy chắc vui lắm. Những trường hợp này đây Đa Nhĩ cũng đã thấy nhiều, nên Phước Lâm hồi đó tới giờ bình yên vô sự. Ê. Chạy 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 mau, chạy chạy được 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 được, chạy mau đi, chạy mau. Ê, chạy mau chạy mau 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 mau, chạy mau. Ê. Để ta vào trong nói trước với thái hậu, chút nữa mới ra đây. Được. Ê, qua bên đây bên đây. Ê, chạy mau. Ê, hoàng thượng, hãy để cho tôi xem cái này là cái gì. Thập ngũ thuốc, cái này chơi vui lắm. Đừng có hốt hoảng. Nhà ngươi là ai? Là giám trời đầu của hoàng thượng. Thằng này đánh kìa. Ta là thập ngũ thuốc của hoàng thượng, vô đầu hắn thì sao chứ. Ai á, đe đoạt, buông tay ra cho trẫm. Được, bản vương tuân lệnh. Buông tay ra, nè cầm lấy vô đi. Thái hậu, tới đây trước hoàng thượng. Hoàng thượng cần phải lên đường. Được, vào phòng uống trà nha. Được. Đa Nhĩ Cổn, anh hãy xem nè. Hoàng thượng vẫn như là con nít. Nó rất ham chơi, làm được một món đồ chơi mới sáng sớm đã đòi chơi rồi. Đành chịu lưu công công để đi chơi với nó, chơi cho tới bây giờ, đưa cho ta. Hoàng thượng dù sao cũng là con nít mà. Chúng ta khi còn nhỏ giống như là ngài, không phải suốt ngày cứ chạy điên khùng trên thảo nguyên hay sao? Nhưng phải chú ý đừng để ngài chơi quá độ là được rồi. Em biết. Hoàng thượng lớn như trời, cần phải có giáo dục mới được đó. Người làm mẹ giống như em, trái tim yếu đuối. Gần đây lễ bộ đang mướn sư phụ hán học. Sao hả? Em có nói chuyện vài lần với ông ta, cũng đỡ. Giáo dục của hoàng thượng vô cùng quan trọng, nhất định phải tìm được người tốt đó. Thôi vậy đi, để kêu lễ bộ kiếm thêm người khác nữa. Thế không cần. Em nghĩ người hiện nay coi cũng được. Hơn nữa, hoàng thượng cũng thân với ông ta, đổi tới đổi lui ngược lại hư sự. Chuyện của chúng ta có lên tiếng với hoàng thượng chưa? Em đã có nói với nó, nó không có đồng ý. Nhưng mà không sao, vài hôm nữa Phạm Hậu Chánh trở về Bắc Kinh. Em muốn nhờ Phạm Hậu Chánh nói với hoàng thượng lời của ông ta, hoàng thượng thích nghe. Đi thôi. Đa Đoạt, hồi nãy người vỗ đầu của trẫm, bây giờ là vỗ da của trẫm, đó chính là phạm thượng. Hoàng thượng, nói chuyện với thập của thuốc kỳ vậy hả? Thuận dường già, ở chỗ này có nhiều người, hơn nữa thái hậu giờ này còn ở trong phòng á. Dương già, ông cũng nên vào gặp thái hậu đó. Được rồi, bản vương không dám chờ các người nữa, tụi mình chơi đi. Ê, anh cách nghĩ à, tiếp tục chơi đi. À, ngạo bái à, giúp chính vương và hoàng thượng đưa ra ngoài, hậu quân đô thống giống nhà người còn phải để ý nhiều hơn nữa, rủi ro sẽ là điều sai trái. Cái đầu mãn châu đệ nhất nhà người chắc chắn phải rớt xuống đất đi nhỉ. Chức trách của bản quan không cần dự thân dương phải bận tâm. Bản quan bảo hộ hoàng thượng không bị thất chức đâu. Trở thành đô thống hệ quân, ngay cả nói chuyện cũng ngon lành. Ngạo bái, nhà ngươi chưa có phong dương đó. Chỉ cần chưa phong dương, chỉ cần gặp bản dương phải nể một trượng đó nha, chứ không phải một thước đâu, mà là một trượng, cái hiểu chưa? Dự thân dương,
ông chịu trách nhiệm trấn thủ Lưỡng Giang, nhưng mà ông cứ ở trong kinh thành, lúc nào cũng lo chuyện của người ta. Biết đâu chừng ông không thể giữ được cái đầu của mình kìa. Ngươi tưởng Bản Dương muốn lại Bắc Kinh hay sao? Chơi gái cũng người để ý. Đợi kết thúc đại kỵ, Bản Dương lập tức lên đường hồi phủ. Nhìn thấy ngươi là chán rồi. Chỉ sợ xong cái vụ cúng kiến này, Dự Thương Dương muốn lập tức rời khỏi đây cũng không xong đâu. Nói vậy là nghĩ gì? Ngạo Bái, nói vậy là nghĩ gì? Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thư Hạ Thần Đệ, Thiên Thần Di Mục, Nhật Nguyệt Di Giám, Đại Thanh Ta Thừa Thiên Giận, Khai Quốc Sự, Hưng Dương Nghiệp, Kiến Bản Đồ, Chiến Vô Bất Thắng, Công Vô Bất Khắc, Thực Lại Liệt Niên Liệt Đại, Tri Anh Hùng Tướng Sĩ, Dông Thân Dị Quốc. Uầy, Nhật Hậu Thổ, Đại Khâu Thủ, Tam Khâu Thủ, khởi. Tô Lan, tại sao không chịu nói cho cô nghe về người yêu trong lòng của cháu? Cô, Tô Lan cũng không biết chuyện này thế nào. Thật ra Tô Lan chỉ gặp mặt có 2 lần, không biết tại sao lúc nào cũng nhớ tới ảnh hết. 2 lần à? Thật ra 1 lần cũng đủ rồi. Khi mà cô 12 tuổi, ở tại Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Tâm, chỉ gặp Đa Nhị Củng có 1 lần. Hãy xem sau này xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nghe coi con chim này đẹp quá nè. Hôm nay trời tốt, chúng ta hãy thả nó đi. Cô à, thả con chim ở trong lòng không có xảy ra chuyện gì chứ? Người nói cái gì vậy? Mỗi lần cô thả mấy con chim này, ở trong cung đều xảy ra đại sự. Ngẫu nhiên vậy à? Ừ. Hôm nay trời cao ít mây, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.
Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Có thích hết. Bảo vệ Diêm Chính Dương, mau lên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Ngờ bái. Bắt thích khách. Dẫn hắn đi. Dạ, dạ. Đi, 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 đi. Đã ba thời thần rồi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, Đa Nhĩ Cổn chắc chắn đã mạng tán Hoàng Tuyền rồi. Đa Nhĩ Cổn, cái gã lòng tự tật tử khi quân Hoàng Thượng kia, ta có làm ai đi nữa cũng không tha cho ngươi. Hoàng Thượng dạng tới, dạng tới, dạng dạng tới. Hoàng Thượng dạng tới, dạng tới, dạng dạng tới. Hoàng Thượng dạng tới, dạng tới, dạng dạng tới. Lưu Công Công, tiếp khách kia không phải là tạc quả hay sao? Bẩm Hoàng Thượng, đó chính là tạc quả. Cháu nội của Lễ Thần Dương đại thiện, lần trước nô tài thấy Hoàng Thượng khi đi giao du đã gặp hắn đó. Tạc quả tại sao lại thích sát trẩm chứ? Hoàng Thượng, theo nô tài nghĩ, tạc quả muốn thích sát không phải là Hoàng Thượng. Hắn muốn giết Diếp Chính Dương đó. Không nghe hắn lúc nãy không phải tung hô Hoàng Thượng dạng tới hay sao? Hoàng Thượng thôi chúng ta hãy về trước đi ha. Như vậy thật quả tại sao lại muốn giết chết Đa Nhĩ Cổn? Hoàng Thượng thôi đừng có hỏi nữa, đi đi. Trẫm hỏi người tại sao thật quả lại không giết chết Đa Nhĩ Cổn? Ê trời ơi trời, nội của tôi. Nào bái đưa giao cho ta. Lúc nãy ngươi cho biết con dao này là của Hào Cát. Hay nói cách khác, Hào Cát phải thích khách tới để thích sát bản Dương à? Dạ phải. Hành động lần này là do Hào Cát xác hoạch được. Vậy nhà ngươi thu diễn vai trò gì trong chuyện này? Tại sao ngươi lại rõ ràng chuyện này tới như vậy? Hào Cát tin tưởng bản quan, muốn kéo bản quan làm đồng mưu. Nếu như biết họ cái kê sách, sao trong lúc quan trọng ngươi mới chịu ra tay? Sao còn bắt phản rồi cho sớm? Không phải các người nghi ngờ sự trung thành của Ngạo Bái đối với triều đình sao? Đương nhiên nghi ngờ. Bản Dương không nghi ngờ sự trung thành của ngươi. Nếu như nghi ngờ, bản Dương cũng không bao giờ nhận cái truy thủ được của ngươi đâu. Nhưng vấn đề này ngươi cần phải trả lời. Ngạo Bái có 10% chắc chắn không để cho thích khách được toàn nguyện, nên mới đợi tới khắc cuối cùng mới ra tay. Nếu không có bằng chứng thích xác thật sự, không thể định tội cho hung đồ. Và cần phải biết chữ mưu đứng sau lưng là thuộc thân Dương Hào Cát. Có lý lắm. Về chuyện này, Lễ Thân Dương đại thiện cũng là người đứng phía sau nữa sao? Lễ Thân Dương không biết gì cả. Từ đầu chí cuối chỉ có Hào Cát, Thạc Quả và tôi, ba người biết thôi. Thạc Quả là cháu nội của đại thiện, không lẽ không liên quan tới ổng hay sao? Cho dù hắn không biết cũng không thoát khỏi quan hệ. Bây giờ đừng để ý tới cái con cọp chết đại thiện kia. Tình hình trước mắt là phải bắt lấy Hào Cát, mang những tên loạn thần tặc tử này đi bắt trọn ổ. Dạ. Ngà Bảy, xong rồi. Đa Nhĩ Cổn thực sự đã chết rồi à? Đa Nhĩ Cổn đã chết rồi. Chết rất là khó coi.
Người đâu? Ngào bái, bắt lại hắn. Làm gì vậy? Ngào bái, ngươi làm gì đây? Ngươi đã phản bội ta. Ngươi bỏ vợ ra như cổn. Hả? Thục Thân Dương, xin lỗi, ta cũng không muốn làm gì. Nhưng Ngạo Bái là mệnh quan của triều đình, không thể tha thứ cho bất cứ ai gây hại tới triều đình. Ngạo Bái, con chó nhà ngươi, người nguy hại triều đình, Đa Chỉ Cổ mới là người nguy hại triều đình đó. Ngạo Bái, ngươi giống như ta thống hận Đa Chỉ Cổ. Tại sao lại? Nếu không phải người giúp cho hắn, Đa Chỉ Cổ tới giờ này đã trở thành con quỷ rồi. Ngạo Bái, tại sao vậy? Thục Thân Dương, đừng có hỏi tại sao nhiều vậy. Xin lỗi Ngạo Bái, cúi đầu lại ngay. Ta hiểu, ta đã hiểu rồi. Ngươi nhìn thấy bản Dương thất thế, không có thành công sau này được, nên ngươi mới phản bội bản Dương. Thật không ngờ Bạc Dương 4 năm trước bị con chó sách đi phản bội, ngày nay là bị con chó người phản bội nữa. Ngạo Bái, đúng ra ta nghĩ rằng ngươi là một người anh hùng, là một hảo hán đội trời đạp đất. Tại sao ngươi lại phản bội ta để giúp Đa Chỉ Cổ vậy hả? Hả? Giải Dương ra đi. Ngạo Bái, Ngạo Bái, đây, buông ta ra, buông ta ra. Bẩm Nhiếp Chính Dương, người ta Khảo Cát bị bắt rồi, xin Nhiếp Chính Dương xét xử. Khảo Cát, bây giờ như thế này đi, để cho ngươi tự mình chuốc lấy. Ngươi hành động tội ác, lúc nào cũng đối địch với bản Dương. Nhưng mà nãy Dương nể tình tiền đế, không có trừng trị ngươi. Nhưng mà lần này thật sự không cách gì khoan thứ cho ngươi nữa. Đại Nhị Cổn, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết hoàng trưởng tử của Tiên Hoàng hay sao? Hả? Hoàng trưởng tử của Tiên Hoàng dám hành thích bản Dương, tại sao không thể nào can đảm một chút, chủ động giơ cái đầu của mình ra? Ngươi, ngươi hành thích bản Dương không khác gì với hành thích hoàng đế. Hào Cát, ngươi tưởng rằng phạm một cái tội tài trời như vậy, bản Dương còn có thể cho ngươi sống ở trên đời một cách không gò bó hay sao? Đa Nhị Cổn, cái tên ác ma nhà ngươi cần phải giết. Trời ơi là trời, hoàng ama, hãy mở to cặp mắt coi thử đi. Họ muốn giết hoàng nhi của hoàng ama đó. Hoàng ama, tại sao ngày xưa lại siêu lòng không bắt đi cái tên ác ma? Cái tên ác ma khi quân đạo thế này đây nhốn xuống dưới địa ngục đi chứ hả? Đa đọa, cái gã đáng giết nhà ngươi, ta giết chết ngươi, ta giết chết ngươi. Hào Cát, đừng có gây nữa, bản Dương muốn nói vài câu thật tình với ngươi đó. Ngươi tưởng rằng mình hành thích bản Dương, bản Dương sẽ rất giận phải không? Không, bản Dương rất vui mừng, vui mừng lắm. Bởi vì ngươi cuối cùng đã để cho nhà ngươi vào trong lòng bàn tay của bản Dương. Bản Dương chờ ngày này đi, đã chờ đợi biết bao nhiêu năm, thiếu điều đợi không kịp nữa. Ngẩng đầu lên, hãy nhìn lại đời người đầy nhựa sống này đây. Tại vì từ nay về sau, người sẽ mãi mãi thành một cái xác không hồn, một bộ xương khô ở trong nấm mồ. Người có thể là, người có thể kêu, có thể khóc, có thể cười, nhưng ở trước mặt của người chỉ có một vách tường nhà tù. Người sẽ khát, người sẽ đói, người sẽ cô độc, người sẽ đau buồn,
nhưng mà ngươi cũng sẽ quen hết. Ta dám bảo đảm với ngươi, lúc đó có nguyện vọng duy nhất của ngươi là ngươi muốn được chết cho sớm. Ngươi cũng có thể xuống dưới âm gian cáo trạng cho hoàng A Ma của ngươi. Bản Dương cũng dám bảo đảm với ngươi, ngài sẽ nói cho ngươi biết. Con à, muộn rồi, tất cả đã không còn kịp nữa. Dậy đi, nhốt vào tử lâu. Đi, ngươi không có chết tốt đâu. Ngươi bây giờ giết chết ta, bằng không ta xuống âm phủ, ta cũng lấy mạng của ngươi đó. Đà Di Cổ, nghe đây, hoàng A Ma tao sẽ tới kiếm ngươi đó. Thái Tôn Hoàng Đế, Hoàng Thái Cực âm mưu tạo phản, bị đài làm dân và nhốt vào tử lâu, vài năm sau bị bệnh và chết trong tù. Đà Nhĩ Cũng thật sự làm em giật mình. Đừng sợ, đừng sợ, sự việc đã qua hết rồi. Con người của anh tốt số, hơn nữa không chết nổi đâu. Người hành thích anh là ai vậy hả? Nghe nói người đó vô cùng can đảm, thiếu chút đã tội nguyện rồi. Nó là cháu nội của Lễ Thân Dương, nó không thể tội nguyện được đâu. Ngạo Bái đang bên cạnh theo dõi nó. Lần này Ngạo Bái đã làm được đại công. Nhớ năm xưa em kêu anh tha mạng cho nó, thật sự anh minh vô song. Thiên thần phù hộ, để cho anh hữu kinh vô hiểm. Em sẽ đãi tiệc ở Từ Ninh Cung để cho anh hết sợ. Không có sợ gì cả, cần phải chúc mừng. Em phải nghĩ xem, nếu mà vậy Hào Cát kể như đã hết, Đại Thiện cũng không có thoát khỏi quan hệ. Hai người đó là tâm phúc đại quản của anh. Anh dùng cái giá lo sợ này đi đã nấu như hết cả hai người đó. Em cần phải mừng cho anh mới đúng. Nếu mà nghĩ như vậy thật sự là dịp tốt đó. Phải.